mọi người. Đấy là cái màu ly kép và màu hồng. Mỗi một cây 16 bông. Đấy. Có mấy video trước mình có quay đấy. Và nó bắt đầu nó nở dần dần. Cái này nó nở được đâu đó từ những cái bông dưới cùng ấy. Nó nở đến khi bây giờ là đã đã được khoảng hơn một tuần rồi. Đấy, đâu đó khoảng 10 hôm. Đấy, nó nở được 1 này, 2 3 4 5 bông này chuẩn bị. Đấy, nó được 5 là được khoảng 1/3. Đấy, được khoảng 1/3 thì nó nở rất là đẹp. Khá là thơm, nhiều nụ như này mà không rụng, không khô teo của cái bông nào nhé. Cái đợt mà cấp cái loại này thì hầu hết là nó như này. Đấy, tức là bình quân từ khoảng 8, 9, 10 đến khoảng 15, 16 bông. Đấy. Cái đa phần nó cứ nhiều bông như thế. Đấy, chứ không phải là thỉnh thoảng mới được một cây như này. Đấy, thằng này thì củ khá là lớn. Thứ nhất là cái loại này nó nhiều bông, thứ hai là cái cỡ củ nó lớn, nó nhiều. Đấy, còn cũng là cái dòng này này, nhưng mà nó cỡ củ nó nhỏ hơn thì nó ít bông hơn. Cái này có 3 bông. Đấy, cỡ củ nhỏ hơn. Đấy, còn là cái này 4 bông rụng mất 1 bông. Còn cái thằng này thì nhiều hơn. Đấy. Chậu này như thế. Này cũng là 5-6 bông đang lên màu chuẩn bị nở. Đấy. Đấy. Đấy, rất là nó khá là khỏe và gần như những cái bông ở trên không bị teo, không bị rụng. Đấy. Đấy là cái hay của cái màu này. Đấy. Đẹp không? Mời mọi người thưởng thức lại nhé. Đấy, cực kỳ xịn luôn. Trồng được những cây như này thì khá là đẹp và chơi khá là lâu. Nó từ khi nó nở đến khi bắt đầu nó nở được lên những cái bông trên này thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Thì nó nở không một phát bùng một phát đồng loạt. Thành ra nó sẽ cứ nở từ từ ở dưới, bắt đầu nở lên từ từ. Đấy, nó sẽ khá là lâu, ít nhất cũng phải được 20 hôm. Đấy, ít nhất phải được 20 hôm cho đến khi bắt đầu nó nở hết. Đấy. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người trồng được nhiều cây và nhiều cái loại hoa ly kép nó sững sờ như này.